Không ngừng làm ba điều này, cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc hơn. Đầu tiên đấy chính là chúng ta không ngừng học hỏi, phát triển bản thân. Việc chúng ta học thêm những kiến thức mới, những kỹ năng mới sẽ giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn và trở thành những người phụ nữ thông thái. Khi chúng ta có nhiều kiến thức sẽ giúp chúng ta có những cách xử lý tình huống trong cuộc sống tốt hơn. Điều thứ hai chính là không ngừng kiếm tiền. Việc bạn có một công việc ổn định, có nguồn thu nhập riêng cũng sẽ giúp chị em mình tự chủ về tài chính. Chúng ta có thể là mua sắm những thứ mình thích, đến những nơi mình muốn và giúp đỡ những người xung quanh mình. Điều thứ ba chính là chúng ta không ngừng chăm sóc và yêu thương bản thân mình. Những người phụ nữ biết yêu thương chăm sóc bản thân luôn là những người phụ nữ hạnh phúc. Họ luôn có một cái nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ, yêu đời khiến ai cũng muốn ở gần họ và họ biết cách cho đi và chăm sóc người khác. Vì vậy mà những cái năng lượng tích cực hạnh phúc này cũng sẽ lan tỏa đến những người xung quanh họ, đặc biệt là những thành viên trong gia đình. Nếu như chị em muốn có sống hạnh phúc, vui vẻ, không ngừng làm ba điều này nha. Theo dõi bác sĩ để khỏe đẹp hơn mỗi ngày.